18 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 17 tháng 7 năm Nhâm Dần, Ban Văn hóa Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ hội thắp sáng tri ân mùa Vu Lan và khánh thành an vị tượng Phật chùa Diệc. Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thành Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hòa thượng Thích Tiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Tiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Phun Pa Sợt Phun Tha Phần, Trưởng Ban Văn hóa và Giáo dục Trung ương Liên minh Phật giáo Lào; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Phân ban Đặc trách Nhi giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn Đức Tăng Ni đến từ các tỉnh, thành. Về phía chính quyền, đến tham dự có bà Trần Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Đào Huy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Doãn Hợp, Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch; ông Thạc Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ; ông Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An; bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Tỉnh, Phó Ban Dân vận tỉnh Ninh Bình; ông Dương Đại Đồng, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình; bà Thái Hương, Chủ tịch Chiến lược Tập đoàn TH, cùng chư vị đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành, các cơ quan đoàn thể ở Trung ương, tỉnh Nghệ An và các tỉnh thành lân cận, cùng sự hiện diện của đông đảo Phật tử nhân dân gần xa. Chùa Diệc có tên chữ Hán Việt là Dùng Lâm Diệc Cổ, tương truyền hiện hữu từ thời nhà Trần. Vào khoảng thế kỷ thứ 19, chùa được các quan đại thần dưới triều Nguyễn phát tâm xây dựng, trùng hưng huy hoàng diễm lệ trên mảnh đất thành vinh lịch sử. Trải qua năm tháng thăng trầm cùng với những biến thiên của thời thế, ngôi chùa Diệc từ một trung tâm Phật giáo nguy nga cầm tú đã trở thành hoang phế. Di tích còn lại của cổng là chùa Tam Quan, trên lầu các chuông còn rõ nét bốn chữ Hán Tùng Lâm Diệc Cổ và hai tấm bia đá. Trong các cuộc kháng chiến, chùa Diệc từng là nơi tập kết liên lạc của các đồng chí cách mạng. Năm 2013, chùa Diệc thỉnh chư tăng về trụ trì và hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng chính pháp. Thời kỳ đó, chùa vẫn được dựng tạm bằng mái tôn nhằm đáp ứng tạm thời nguyện vọng của nhân dân Phật tử thành phố Vinh. Do Phật tử về đây tu học ngày một đông, nhiều đại lễ phải ngồi tràn xuống lòng đường Quang Trung lễ vọng. Ngày 5 tháng 4 năm 2015, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền và các cấp giáo hội, lễ đặt đá và khởi công đồng thổ xây dựng chùa Diệc đã chính thức được triển khai. Sau khi được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhà chùa đã khẩn trương tiến hành xây dựng đại hùng bảo điện, nhà tổ, nhà cư sĩ, nhằm mục đích bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa, thắng cảnh của Tùng Lâm Diệc Cổ, góp phần tô đậm cảnh sắc Phật đài nơi miền Trung đô Phượng Hoàng vang danh một thời. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, trụ trì chùa Diệc cho biết, với tâm nguyện phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật, trong tương lai không xa, ngôi chùa Diệc sẽ là điểm đến đầy ý nghĩa của du khách thành phố Vinh. Đặc biệt, kết hợp với danh sơn Đại Tuệ, khu di tích Kim Liên, lâm viên núi Quyết, chùa Diệc sẽ sớm trở thành điểm nhấn của Phật giáo xứ Nghệ, âm vang ngàn năm tụ hội khí thiêng. Bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chia sẻ, việc phục dựng và xây dựng lại ngôi chùa góp phần không nhỏ làm giàu hơn bản sắc văn hóa lịch sử của vùng đất xứ Nghệ vốn giàu truyền thống. Xây chùa tạc tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Thể theo lời dạy ấy, Ngân hàng Bắc Á, Tập đoàn TH xin góp chút tấm lòng thành để chung tay xây dựng ngôi tam bảo Tùng Lâm Diệc Cổ, và hôm nay ước nguyện đã thành hiện thực.
từ dấu tích ngôi cổ tự trước kia đã được phục dựng vào trước mắt chúng con, tòa tam bảo khang trang, uy nghiêm, cảnh cũ chùa xưa như hiện về nét cổ kính hài hòa và hiện đại. Từ nay, Tùng Lâm Diệt Cổ sẽ tiếp tục phát huy vai trò và vị thế của ngôi chùa, điểm đến quen thuộc của người dân trong vùng, sẽ là nơi quy hướng tu học, tìm hiểu giáo lý, quyết tâm xây dựng ngay tại nhân gian trường tồn, mãi mãi cùng núi Hồng, sông Lam xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại buổi lễ khánh thành, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An hân hạnh được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong việc nâng cao khối đại đoàn kết dân tộc, khen thưởng công đức của các tập thể và cá nhân như tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á và Công ty Tuấn Lộc. Trước đó, lễ động thổ xây dựng cổng tàu quan mới và bảo tồn cổng tàu quan cũ được tổ chức trang nghiêm, mặt giáp với đường Quang Trung thành phố Vinh. Với những gì đã làm được đến ngày hôm nay, chúng ta có thể tin tưởng rằng trong tương lai không xa, khi hoàn thiện, ngôi chùa Diệc sẽ là địa chỉ đỏ của tỉnh Nghệ An, trở thành điểm nhấn của Phật giáo xứ Nghệ, âm vang ngàn năm tụ hội khí thiêng.